Tôi thì tôi muốn nói đến hai cái trận đấu cách nhau đúng một năm. Quá kiệt Romario lập hat-trick, một trận đấu Barcelona của John Cruyff đã chơi rất hay. Một năm sau đó thì... Vâng, xin chào cả nhà. Trận đấu siêu nguy hiểm đã khép lại với nhiều dư âm. Một cái trận đấu mà với nhiều người tỷ số nó rất là choáng váng. 4-0 cho Barcelona ngay tại sân Bernabeu của Real. Sau trận đấu có nhiều dư âm, khán giả đặt cho tôi nhiều câu hỏi và xin chọn ra hai câu hỏi để mà chúng ta chia sẻ với nhau. Câu hỏi 1. Trận đấu rạng sáng nay đã được chúng ta kỳ vọng rất nhiều. Bởi lẽ kể từ khi Ronaldo và Messi rời Tây Ban Nha thì trận đấu siêu kinh điển mà người ta chờ đợi thì cảm giác gia vị không còn như trước. Đến trận đấu rạng sáng nay thì nhiều người đã chờ đợi sẽ là một cuộc đấu cân tài ngang sức. Mặc dù vậy Barcelona đã thắng rất là đậm và gây ra bất ngờ. Với anh Huy thì khi đã theo dõi bóng đá lâu năm, anh đọc lại trận đấu siêu kỷ nào, El Clasico nào là trận đấu đáng nhớ nhất? Để mà nói về một trận đấu đáng nhớ nhất thì tôi cho rằng không đơn giản. Đây là hai đội bóng nhiều duyên nợ. Nó chính là cái cặp đấu cấp câu lạc bộ số 1 thế giới đấy, không thể là số 2 được đâu. Và từ thập niên 1960 thì họ đã gặp nhau ở bán kết của Cúp C1 rồi, tiền thân của UEFA Champions League. Rất nhiều các cái trận đấu quyết định mùa giải chính là El Clasico, rồi là kể cả chung kết cúp nhà vua. Sau này kỷ nguyên UEFA Champions League thì hai đội cũng gặp nhau ở cái đấu trường này nhiều. Thế thì phải nói là trận đấu nào nó cũng thật là xúc cảm. Với tôi thì tôi cảm thấy rất là khó để mà nêu ra một trận đấu cụ thể. Đấy, cái việc mà thắng đậm ở sân đối phương nhưng mà đến lượt về thì lại thua đậm ở sân nhà là chuyện rất phổ biến, nhiều duyên nợ của trận đấu này. Tôi thì tôi muốn nói đến hai cái trận đấu cách nhau đúng một năm, đều là tháng 1. Trận đấu tháng 1 năm 1994, Barcelona thắng 5-0 ở sân Nou Camp. Quá kiệt Romario lập hat-trick, một trận đấu Barcelona của John Cruyff đã chơi rất hay. Một năm sau đó thì cũng là tháng 1, Real Madrid của huấn luyện viên Vandano đã thắng đậm Barcelona trả lại đúng 5-0 ở sân Bernabeu. Và một huyền thoại bóng đá của Nam Mỹ khác là cầu thủ người Chile Ivan Zamorano đã lập hat-trick, tức là sau đúng một năm cũng là 5-0 và các cầu thủ Nam Mỹ đều lập hat-trick. Tôi nhớ lại là trận đấu diễn ra vào tháng 1 năm 94, Michael Laudrup, huyền thoại Đan Mạch ấy, anh ấy vẫn còn thi đấu cho câu lạc bộ Barcelona. Một năm sau đó anh là cầu thủ Real và anh đã chơi rất là thông minh, khiến cho hậu vệ của Barca rất mệt mỏi, góp phần vào thắng lợi 5-0 của đội bóng Hoàng gia Madrid. Đấy cũng là một trong những người đầu tiên mà gọi là cầu thủ lớn chuyển từ Barca sang Real. Đấy, chứ còn trước đây thì chuyển nhượng giai đội chỉ là làng nhàng thôi, chứ tên tuổi lớn là không có. Rồi là ngày xa xưa Real đã từng nâng tay trên huyền thoại Di Stéfano của Barcelona, chứ còn cầu thủ lớn thì có lẽ Laudrup và Luis Enrique là những người đầu tiên chuyển thẳng từ đoàn này sang đội kia. Thì với tôi, ký ức của El Clasico chính là như vậy, chính là hai trận đấu diễn ra vào tháng 1 năm 94 và tháng 1 năm 95. Câu hỏi thứ hai, đã có rất nhiều cầu thủ Brazil của Real và Barcelona giành được bóng vàng. Năm nay, điều ấy rất có thể sẽ xảy ra với trường hợp của Vinicius. Với anh Huy thì cầu thủ Brazil nào được bóng vàng trong quá khứ để lại ấn tượng nhiều nhất? Bóng vàng thì trước đây bóng vàng châu Âu chỉ thuộc về cầu thủ châu Âu thôi. Từ năm 1995 mở rộng ra cho ngoài châu Âu, miễn là thi đấu tại các giải hàng đầu của châu Âu, tại các giải vô địch châu Âu, thì người đầu tiên là Jorge Weah của Liberia giành bóng vàng khi thi đấu cho AC Milan. Sau đó thì cầu thủ Brazil đã giành được những cái quả bóng vàng đáng chú ý như là Ronaldo béo này, Ronaldinho này, Kaká và Rivaldo. Trong bốn cầu thủ này thì mỗi người một vẻ. Kaká thì tài hoa, bay bướm và lối đá phải nói là nó có một sự thanh thoát, tốc độ rất là thích, cầu thủ thông minh. Rivaldo thì chân trái độc chiêu, cũng là một nhà tổ chức lối chơi, đá lệch về bên trái nhưng mà tổ chức lối chơi. Ronaldo béo là cầu thủ đặc biệt. Rồi là Ronaldinho, đấy người đã từng hành hạ cầu thủ Real rất là nhiều ở El Clasico. Thì mỗi người một vẻ, nhưng với tôi đọc lại thì vẫn là Ronaldo béo. Các cầu thủ kia thì đều là những hình mẫu mà Brazil tất nhiên là không ai giống ai cả. Nhưng mà những cái cầu thủ ví dụ như là xuất phát từ biên đi vào ghi bàn, kiểu như là Ronaldinho thì trước đây từng có Garrincha chẳng hạn, là một cái mẫu như vậy. Sau này Vinicius cũng là mẫu như vậy. Rivaldo chân trái thì có những tiền bối chân trái rất là hay, kiểu như Rivellino chẳng hạn, Ede là những quái kiệt chân trái. Kaká bay bướm thanh thoát như vậy thì chúng ta cũng nhớ lại Zico ngày trước. Thế còn Robéo tôi ấn tượng là bởi vì một mình anh một kiểu. Anh ấy đúng nghĩa là người hành tinh đấy. Đến bây giờ với tôi Robéo vẫn là tiền đạo số 1 trong lịch sử. Một cầu thủ có thể làm được những cái điều không tưởng.
Tôi nhớ là thiểm có thì những cái năm mà Ru Béo đỉnh cao ấy, thế giới có nhiều tiền đạo giỏi lắm, nhưng mà so với Ru Béo thì vẫn là một khoảng cách. Anh là số 1 và người cái nhóm phía sau là cách rất xa. Thì đấy là ấn tượng của tôi. Và bởi thế trong những người Brazil đã từng giành bóng vàng, Ru Béo, Rivaldo, Ronaldinho và Kaká, thì tôi vẫn ấn tượng nhất Ronaldo Béo.